Ôi em ơi, nhà mình có bán màn hình không em? Thưa anh ạ, anh cần giúp gì ạ? Ừ, anh thì màn hình đơn giản lắm, anh chỉ cần nhỏ gọn thôi, nhưng mà quan trọng nó phải là phun kim loại từ đầu đi. Tấm nền phải là IPS. IPS nó mới đẹp. Tần số quét phải là 144Hz nhá. Lại còn phải 1 giây ấy. Phải nhanh, anh phải 1 giây anh mới chịu. À vâng ạ, thế ngân sách của anh bao nhiêu ạ? À, tiền không quan trọng em ạ. Dưới 1 tỷ cụ thể là 4 triệu đúng không anh? Cái gì? 4 triệu á? Khoan! Đừng chừng khoảng 2 giây, em có con màn cho anh đây. Đây là màn hình Edra EGM24F1 nhỏ gọn, tinh tế, chân đế chữ V, tấm nền IPS Full HD, 144Hz chơi game bao phê. Trời đơn anh em. Đóng hộp mang về. Ui, cho anh hai con em ơi, hai con nhá, hai con luôn nhá.